Xin chào tất cả các bạn. Mình là Nguyễn Linh Ngạc Phương, học sinh năm 1 trường tiểu học Chiến Phùng. Các bạn biết không, ông Luis Sepúlveda là một nhà văn viết những câu chuyện dành cho thiếu nhi. Mọi người đều biết đến ông nhiều nhất qua những câu chuyện như chuyện con mèo dạy hải âu bay, chuyện con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp, chuyện con chó tên là Trung Thành và chuyện con mèo và con chuột bạn thân của nó. Chuyện con mèo và con chuột bạn thân của nó là mình ấn tượng nhất. Câu chuyện rất ý nghĩa và thú vị về đôi bạn thân của chú mèo Mix và chú chuột Max, một chú chuột Mexico và bạn của chú mèo Mix. Câu chuyện bắt đầu từ vào một ngày nọ, chú mèo Mix đã già nua và không may mắc bệnh mù. Vì thế, chủ của chú quyết định không xê dịch bất cứ thứ gì để chú mèo Max có thể di chuyển dễ dàng hơn. Một hôm, khi chủ của chú ra ngoài để phỏng vấn xin việc để cải thiện cuộc sống cho cả hai, thì chú mèo Max tình cờ làm quen với chú chuột Max. Đầu tiên, chú chuột Max sợ hãi vì nghĩ rằng chú chuột Max sẽ ăn thịt mình. Nhưng sau khi biết chú mèo Max bị mù, chú chuột Max là đôi mắt của chú mèo Mix. Mỗi sáng, hai đôi bạn thân ra ngoài cửa sổ và chú chuột Mix mô tả cuộc sống hàng ngày xung quanh đầy sắc màu sặc sỡ cho chú mèo Mix để chú mèo có thể tưởng tượng cuộc sống hàng ngày của mình. Và đôi bạn trở nên thân thiết hơn và cuộc sống của chú mèo Mix không thể thiếu chú chuột Mix được. Câu chuyện làm rất thú vị và hấp dẫn phải không các bạn? Trong câu chuyện, sau khi đọc câu chuyện, mình rút ra được bài học rằng chúng ta luôn phải yêu thương người khác và quan tâm đến người khác hơn. Câu chuyện rất đơn giản và nhẹ nhàng, nhưng mình cũng học được cách yêu thương và quan tâm đến người khác. Nếu mình là chú chuột Max, mình sẽ sợ hai chú chuột mèo Mix và chạy đi mất. Và các bạn biết đấy, mèo rất thích ăn chuột, phải không nào? Vì vậy, chú chuột Mix thật dũng cảm phải không? Và mình cũng thích chú chuột Mix vì chú chuột Mix rất thân thiện, nhẹ nhàng và dịu dàng và luôn biết giúp đỡ chú mèo Mix để chú mèo Mix có thể cảm nhận cuộc sống hàng ngày của mình. Vì vậy, các bạn có thấy cuốn sách thú vị và hấp dẫn không? Hãy cùng đọc cuốn sách này và chia sẻ cảm nhận của các bạn về đôi tình bạn của chú mèo Mix và chú chuột Max cho mình nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cảm nhận của mình. Tạm biệt các bạn!